Ok, hello em nhé, chào mừng em quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt ở trên con diện con TDC, mã số 42M. Mã số vốn cũng khá là quen thuộc rồi. Thế mai thì ông nào cứ đòi tôi hướng dẫn công thức tài chỉ mấy năm đúng không? Đấy, ông rất nhiều ông xem ấy thì em mới chỉ xem được có mình thấy thì cũng có khá nhiều anh em hướng dẫn là cái video về con tài chỉ 15 mini rồi. Đó, 15 mà tầm hình như 50 giây ấy. Đó thì có đấy nhiều anh em gọi là hướng dẫn rồi, thì cũng nhiều anh em biết chơi rồi nhưng mà nhiều ông thì chưa dẫn cái con 15 mi con 15 18 giây mà nhanh cầu nhanh ấy đó, thì rất nhiều anh em gọi là chưa ra được công thức đấy, thì hôm nay ok dẫn đầu xu hướng luôn, thì hôm nay thì mình sẽ gọi là triển khai và hướng dẫn anh em luôn anh em nhé. Đó rồi, cậu này vừa về làm gì đây? Này này, mình chỉ cần cộng đấy nhá, 8 này cộng với lại 14, 8 cộng 14 thì bằng 30, bằng 22 đúng không? 22 thì nó sẽ là tài, về chẵn vào chẵn thì mình sẽ đánh tài. Đó ok, thì con này mình vào luôn, đó là con tài. Nó thì nhìn chung ấy, thì cái cách đánh này thì mình cứ đánh gọi là đơn giản thôi, nhẹ nhàng tình cảm thôi, không có cái gì phải gọi là quá là vội cả. Đầu tiên xem có đúng tài hay không em nhé. Ai giời ơi, vừa vào thì nó cho quả 631, thế này thì nó có gọi là có ảo quá không đây. Ok thì xỉu 10 này, con này thì mình 14 cộng 10 em ơi. Đấy, 14 cộng với xỉu 10 nhá, mình cộng hai con gần nhất vào với nhau này, 14 cộng với 10 là bằng 24 lại tài em ơi, lại tài. Con này mình lại gấp lên luôn đi đúng không, con này mình gấp lên luôn đi, nó tự tin luôn, con này mình sẽ đi là 12 mét tài. Nó câu này chắc chắn là chuẩn rồi các bạn, vừa rồi thì xỉu 10 con này lên tài nữa thì thôi, tầm này làm sao mà trượt được đây em ơi, biết làm sao để nó trượt được đây cơ mà, khi mà nó quá uy tín rồi đúng không. Thường thì công thức của mình nó sẽ chỉ sai tầm 1 đến 2 tay thôi, đến tay thứ hai thì cái tỷ lệ nó đúng nó khá là cao rồi. Tiếp tục mình lại cộng em nhá, ở đây thì là 10 này, xỉu 10 này, xỉu 10 mình đem cộng với lại 12, lại tiếp tục là gì ạ, lại tiếp tục là chẵn, lại đánh gì, lại đánh tài thôi, 1m4 đó. Thì anh em nhìn lên trên đây nhá, đó thì ở đây thì nó là 22 lại tài, còn lại là chẵn thì mình sẽ đánh là tài em ơi. Bây giờ lại ăn đấy, lại đánh tài thì lại phải ăn thôi đúng không, ok luôn, ngon nghẻ rồi các bạn, lên được 28m 730 rồi đó. Thì con này cộng tiếp anh em ơi, lại cộng thôi, 12 đều con này khá là nghẻ rồi, 12 13 này, 12 cộng 13 nào anh em ơi, 12 cộng 13 thì bắn 25, 25 thì phải là xỉu chứ đúng không, bị lẻ mà. Đó, 1m 7 30, đó ui giời ơi, lại phải gì ạ, lại phải húp thôi đấy, đánh cái quả cầu mà cứ như là hách anh em ạ, thật sự nó gãy đúng tay đầu, còn lại nãy giờ là ăn gọi là không chừa phát nào anh em ạ. Đấy thế thì ông nào mà chả thích đúng không ạ. Rồi tiếp tục em lại cộng nhá, 13 này cộng với lại 8 anh ơi, 13 cộng 8 thì bằng 21, 21 lại xỉu, 21 lại xỉu. Ok, lại vào con xỉu thôi. Con này đi thẳng 8 đến 7 đi. Đó. Có xỉu hay không? Ui giời, gãy rồi các bạn. Vừa gáy xong thôi, lần sau không gáy em nhá. Cứ gáy bảo là ăn gọi là ăn thông, ăn liên tục như hách thì nó lại cho gãy luôn anh em ạ. Không sao cả, may mà tiếng đấy mình cũng đi gọi là nho nhỏ anh em ơi. Rồi, nào tiếp tục lại cộng anh em ơi. 8 này cộng 12 anh em ơi. Nào, 8 cộng 12 cho bao nhiêu? Bằng bao nhiêu ạ? Bằng 20, 20 thì lại tài, chẵn thì lại đánh tài thôi. Chẵn tài là xỉu lắm nhá, lưu ý cho mình. 25 tài. Nào có tài không đây? Ui giời ơi. 23 lại là gì ạ? 23 lại là 6 thôi. Húp con gì ạ? Húp con tài cả nhá. Ôi giời ơi, đánh thế này đi. Ông nào mà chả muốn đúng không ạ? Rồi, tiếp tục này. Ở đây thì mình lại cộng đi. Nào cộng nhá, 12 cộng 11 bằng 23, 23 thì xỉu rồi các bạn, xỉu. Đó, làm con xỉu cái 8 lít anh nhá, 8 lít xỉu, ok chưa. Úi giời, tôi nói thật chứ ạ, đánh nãy giờ cái đúng hai tay ạ. Ôi giời ơi, chơi cái này thì húp hết ạ. Chơi cái này thì còn đúng cái lịt thôi. Đánh cho con TDC này còn đúng cái lịt luôn anh em nhá. Úi giời ơi, thật sự ạ, không biết phải miêu tả bằng cái từ gì nữa đây. Công thức gì mà đánh quá uy tín này. Tiếp tục con này là 11 này, mình đem cộng với lại 6 này thì bằng bao nhiêu? Bằng 17, 17 xíu đúng không? Cái lẻ này anh chỉ mà chẵn thì mình đánh tài thôi. Thật ạ, không biết phải nói cái miêu tả cái từ gì hơn ạ. Ngoại trừ cái từ uy tín là bỏ cái công thức. Ui giời. Thôi không gáy nữa, không gáy nữa, không gáy nữa. Thôi không gáy nữa. Nó gáy nó co cho luôn vào con bài 11 ạ. Ôi giời ơi. Thật sự luôn ạ, đau hết cái đầu. Đánh thì cũng ăn được, lại ăn được con tài 11 thì cũng ok đấy, nhưng mà con này lại gãy con tài 11 cay thật đấy. Đó, không sao ạ, lại cộng anh em ạ. Này thôi mình cộng nhanh cái nhá, 6 cộng 11 này, 6 cộng 11 tiếp tục. Lại xỉu anh em ạ, lại xỉu anh. Đấy, 6 cộng 11 thôi. Nó cũng như thế thôi, nên là con này mình cũng không có gì phải khác cả.
nào lại anh xỉu này. Ui giời, lại anh xỉu thì lại tài à? Ui giời. Ok, không sao cả anh em ạ. Đúng không? Ngã đâu thì mình đứng dậy ở đấy. Rồi, con này vừa về là cái gì đây? Nào. Con này là tài 11 cộng tài 11 cộng tài 13 cộng 13 thì bằng 24. Bằng 24 thì nó là tài thôi đúng không? Con này đánh nghĩa là không phải xỉu, thì mình cứ đổi sang mình đánh tài bình thường. Chả có cái gì khác cường tài. Con này tài thì mình nghĩ là tự tin nó về tầm 70-80% rồi đấy. 70-80% rồi đấy, được chưa nào? Đã chuẩn tài chưa? Đó, làm một phát thì ngày hôm nay cứ tầm 20 mét mình ăn một phát gọi là gần đích 2 rồi, lên 35 mét rồi. Đó, nó quá chuẩn luôn anh em ạ. Đó, và đây là cái công thức mà mình đánh anh em nhé. Đây, công thức mình đánh đây, mình sẽ cho to ra một xíu này để có thể nhìn được rõ hơn nhé. Đó, thì công thức mình kết luận cho anh em một cái nhé. Kết luận cho anh em một cái này. Có nghĩa là tài, tài thì nó sẽ bằng chẵn. Đó, còn lẻ nó sẽ bằng xỉu. Ok chưa? Đó, bây giờ mình sẽ nghỉ luôn em nhé. Đó, ok, bye anh em.